Xóa. Ok, xóa luôn. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular 13 .NET Core API và SQL Server. Ở bài tiếp theo này thì chúng ta sẽ cùng học về chức năng xóa thực đơn. Đầu tiên thì tôi sẽ chạy hai project của chúng ta lên, một là project backend .NET API và frontend là Angular. Thì ở các bài trước thì chúng ta đã hiển thị danh sách này, thêm và sửa thực đơn, CRU đều có rồi. Bây giờ sẽ là đến D, delete, xóa thực đơn. Chúng ta cùng đợi một chút. Và như vậy là project của chúng ta đã lên rồi. Đây, danh sách thực đơn của chúng ta đây. Thì chúng ta sẽ vào file TypeScript để thêm mới một hàm mới có tên là xóa thực đơn. Tham số truyền vào là một thực thể thực đơn. Ta sẽ để là any. Tiếp đến thì ta sẽ thực hiện gọi git.service chấm, chúng ta sẽ gọi API xóa thực đơn. Và chúng ta sẽ truyền vào mã thực đơn. Thực đơn chấm mã thực đơn. Các bạn phải để ý chữ hoa thường nhé. Ở đây mã thực đơn của tôi đang viết hoa. Tiếp đến thì chúng ta sẽ subscribe. Và các bạn nếu thấy hay thì cũng nhớ subscribe kênh của tôi nhé. Data trở về thì chúng ta sẽ alert lên thôi. Chúng ta sẽ alert lên data trả về. Hiển thị một pop-up thông báo ở trên HTML. Data.toString. Ok, chúng ta hãy cùng test thử API này. À quên, ở HTML chúng ta phải tạo sự kiện ở trên button. Xóa, chúng ta sẽ copy sự kiện chi tiết thực đơn ở file edit. Xin lỗi các bạn, tôi copy nhầm. Chưa được, tôi copy lại. Chúng ta sẽ paste xuống dưới hàm xóa và chúng ta sẽ thay đổi chi tiết thực đơn thành xóa thực đơn của chúng ta. Hiện tại thì thực đơn của chữ T của chúng ta chưa viết hoa. Đây, tôi sẽ đổi lại thành chữ T viết hoa cho đúng kiểu camel lạc đà. Chúng ta hãy cùng test thử. Ở đây có, tôi sẽ xóa cái string này đi. Mã thực đơn số 6, string. Rất là ngứa mắt. Chúng ta quên chưa gọi hàm glass lại danh sách. Vậy ta sẽ vào file danh sách thực đơn component.ts để thêm đoạn tải lại danh sách thực đơn. Ok. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ hiển thị một hộp thoại pop-up xác nhận xóa. Vì xóa dữ liệu này có thể người dùng nhấn nhầm, mà không ai nhấn nhầm một phát mà xóa luôn thì rất là ảnh hưởng. Tôi sẽ bật việt key lên và gọi lại. Bạn có chắc muốn xóa? If confirm. Bạn có chắc muốn xóa? Nếu true, tức là mình bấm vào giết đấy, thì chúng ta sẽ gọi hàm này, gọi đoạn code này. Ok, như vậy là đã xong. Chỗ chấm phẩy này hình như không cần thiết lắm. Ok, ta sẽ test lại thử lần nữa. Ta sẽ xóa món đặc biệt này đi. Đấy, bạn có chắc muốn xóa này nhé. Cancel sẽ không xóa. Ok, sẽ duy tân chu và sẽ xóa bỏ thành công. Và chúng ta đã gọi sau khi xóa xong thì lát lại luôn, không cần nhấn F5 nữa. Ok, tiếp đến thì do bài học này quá ngắn thì tôi sẽ
tiếp tục sử dụng thư viện Bootstrap vào các button của chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng Bootstrap icon để làm button của chúng ta thêm sinh động hơn. Có rất nhiều kiểu sử dụng Bootstrap. Tôi sẽ lấy Bootstrap này, cái icon này, pencil square này. Các bạn có thể sử dụng thẻ I, thẻ Y đấy, class như thế này. Tôi hay dùng thẻ Y như thế này, nhưng mà lần này tôi sẽ dùng cái SVG này để thay đổi. Các bạn thích kiểu dùng icon Bootstrap nào hơn, hãy comment phía bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Kiểu này thì có vẻ là dài dòng hơn. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ tìm icon xóa. Icon xóa sẽ là thùng rác. Thùng rác là gì trong tiếng Anh ta? Đây, chúng ta sẽ lấy cái SAS này. Chúng ta sẽ copy SVG tiếp và paste vào đây. Bạn nào biết lợi ích của việc dùng SVG này thì hãy comment phía bên dưới cho tôi nhé. Thêm thực đơn. Chúng ta sẽ thêm icon cho nút thêm thực đơn nữa. Chúng ta sẽ gõ là plus. Ở đây có rất nhiều plus. Tôi muốn dấu cộng không thôi. Chúng ta hãy cùng tìm xem. Telephone plus này. Send plus này. Rồi, chúng ta sẽ tìm từ đầu. Back plus. Bookmark plus. Calendar plus. Không biết cái plus của chúng ta cần đang ở đâu. Clip art plus. Rồi, chúng ta tiếp tục tìm, cố gắng tìm sẽ ra thôi. Anh em nào mà cũng dùng plus cho phím thêm như tôi thì hãy cho mình một like nhé. Một trăm bốn nhiều một lớp thế nhỉ. Đây rồi, plus của chúng ta đây rồi. Chúng ta sẽ lấy cái plus circle fill này. Copy SVG. Paste lại vào trong. Tuần thêm của chúng ta đâu rồi? Đây là model body. Đây rồi, tuần thêm thực đơn của chúng ta đây rồi. Ok, tôi sẽ căn chỉnh lại chút. Đây nữa. Đây nữa. Ok. Đây, đã có thêm được đơn rồi. Thêm được đơn này, chúng ta sẽ cùng thêm icon vào nút thêm được đơn này. Ok. Chúng ta sẽ lấy icon plus khác. Là sẽ lấy plus không thôi. Ok, copy cái button bên trong thì sẽ ở file thêm sửa thực đơn .component. Đây, chính xác ở đây button sửa thực đơn của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ tí nữa sẽ thêm icon vào sau. Ok, căn chỉnh lại một chút. Rồi, ok. Button sửa thực đơn. Chúng ta sẽ search lại cái button edit của chúng ta. À, cái pencil chứ các bạn. Chúng ta sẽ lấy cái pencil không này. Copy. Và chúng ta sẽ bẹp vào đây. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test lại thêm sửa xóa thực đơn. Đầu tiên chúng ta sẽ thêm thực đơn.
ZDC. Đấy, button icon của chúng ta đã có icon rồi. Đã thêm được. Ôi, xin lỗi các bạn. Chúng ta sẽ sửa món ăn ZDC này. ZDC và thêm 123. Sửa được đơn, cập nhật thành công. Tắt model, load lại. Xóa. Ok, xóa luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.